머리는 위자 퍼비입니다.
một vlogger nghiệp dư và cho mọi người cái makeup style riêng của Kha. Kiểu mình mới vật lộn xong với cái bọc mắt của mình mọi người. Cái bọc mắt và cái chị hồi nãy á, nó hơi khó vậy, cho nên mình tự làm. Xong cái bước này mình đã bắt sáng bằng phấn trắng ở các vùng còn sáng nhà như là mũi khá mát. Thế lại phần này bây giờ mình sẽ cho bling bling vào mắt nha mọi người. Cái đó ở trên thì là ta lấy cái nhũ nhỏ, nhũ hơi nhỏ. Cái này nó chỉ kiểu như là nó hơi sáng nhẹ thôi nhá. Nhìn nó sẽ như thế này. Cái gì thôi, đẹp không nhỉ? Cái sẽ lấy cái hạt to hơn, cái phần dưới này mọi người. Mì, cái dùng mì này bình thường mọi người hay hỏi kìa lắm. Mã này nha mọi người, mở xin được không? Cái hay dùng cái này. Cái này của mi trước nè, mấy hai cái đầu á, bởi vì nó sợ đau, chọc vào mắt đau. Hai cái đầu này, nó đưa ra. Cái sẽ cắt bỏ đi. Xong cái này ba nè, tự nhiên. Cái sẽ bước kẻ mi mà chỉ cần cái sẽ bày mà mới cắt kẻ mi trên và kẻ mi dưới luôn. ARN của Celebi. Như là ca nó có gắn mi, cho nên là ca sẽ thu cái phần đầu vô chỗ trống. Ok chưa? Rồi. Cái bắt từ xa ra mọi người. Nè, xa ra. Thì kéo lên. Như thế này. Ok chưa? Đúng không? Đúng không? Sao không bóp nếp cả lên? Rồi, cái kéo lại thôi. Cái trên mi trên là xong rồi nha mọi người. Cái ở đây là trên là xong rồi nha. Thì cái sẽ kẻ cái lên ở dưới. Ơ, cái mi dưới á. Chết rồi. Chết rồi, chị cái kẻ lộn xộn rồi mọi người. Cái đánh highlight nhẹ quá thôi, hai má thôi, cam thích. Xong, cái môi tôi cái gì mấy cái đầm đậm chứ. Đây là mọi người chốt thêm cái nâng chung nữa, giống như mèo. Cái này nó xin base trước. Cái này cực tẩm. Kìa. Kìa chưa. Cái này cái điểm đầu nữa. Tán gì nha. Còn người chóc luôn. Có cái nhân chân. Ok. Hey. Xong. The R cực tẩm. Còn xinh lắm, mọi người xinh.
Đây là hình ảnh những gì mọi người thấy trên mạng. Ok, bây giờ là xong. Check outfit nha mọi người. Let's try it together.